Rồi, chào quý vị và các bạn, các anh chị em yêu audio trên toàn quốc. Thì hôm nay giới thiệu đến quý vị một con đèn sản xuất tại Nhật nha quý vị. Thì những dòng Lafite này thì nó sản xuất Nhật, xuất Mỹ, còn nó đi Nhật rất nhiều ha. Đây là một dòng cực kỳ nổi tiếng, đây là một dòng Amply cổ, dòng Amply đèn. Nó sản xuất đèn và bán dẫn ngay cả loa quý vị. Và đa số những cái sản phẩm của nó sản xuất ra thì cái nào nó cũng chất hết quý vị. Thì quý vị đã sử dụng những đôi loa Lafite này rồi thì quý vị biết rồi ha, hầu như là tất cả các model của nó quý vị đều tuyệt vời, và những cái con Amply của nó sản xuất ra cũng vậy quý vị, tuyệt vời vô cùng. Thì hôm nay em về được một con hàng này là eBay về quý vị, hàng đẹp có thể nói là tuyệt vời quý vị. Nếu mà khoảng 60 năm mà nó còn được như vậy thì thật sự là khó tả ha. Đây quý vị xem ha, từng cái núm nút của nó quý vị đẹp mà mê luôn quý vị. Đây, các cái mặt chữ của nó đây, nhìn này, quá tuyệt vời quý vị. Thật sự là với cái độ tuổi này, quý vị xem ha, zin từng con ốc luôn ha, từng con ốc phẳng nắp ở đây quý vị, là nó zin đét hết luôn á, từng con ốc dịch dẹt mà đúng zin của nó luôn chứ không phải là tầm bậy nó. Rồi, con này là bóng nguyên zin, bóng zin luôn nha quý vị, bóng Matsushita của Nhật luôn ha, zin của nó luôn. Đây quý vị nhìn này, những cái ngõ cắm tín hiệu này, đấy, phần nhôm trắng của nó cực kỳ sắc nét. Đa số những con đèn thì sắc si nó là trắng đó ha, ít còn là bảy màu quý vị. Vì cái thời điểm đó, thời điểm sản xuất ra đó thì cái công nghệ mà sắc si này là cái công nghệ mà nó có thể nói là ngon nhất thời đó ha. Còn sau này thì những cái con nó xi 7 màu sau này thì sau này điện 115V nha quý vị. Điện 115V thì nó xuất Mỹ nên là điện 115V. Đấy. Chúng ta đánh được một đôi loa 8 ohm, 16 ohm. Đấy, cái giấc kết nối rất là đẹp. Rồi, bây giờ em dở nắp cho quý vị thưởng thức cái độ đẹp của em nó từ bên trong. Đây rồi. Thì quý vị thấy thế nào? Đối với một con Amply mà mấy chục năm tuổi rồi mà nó còn được như thế này thì thật sự là quá quý nha quý vị, rất là quý. Đấy, từ cái nước tăng phô này, vậy ha, còn số của nó nè quý vị ha, số và tem cờ của nó nè. Đấy, các cái số này nè ha. Các cái bóng là bóng Matsushita hết nha quý vị, Matsushita hết ha, Matsushita 6G đúp 8 ha, đây sờ 6G đúp 8 và ECL 86. Đây quý vị, tuyệt vời vô cùng ha, 12A7 bóng này. Đấy, tất cả là bóng Matsushita hết, bóng zin theo máy hết luôn. Đấy, bóng zin của hãng luôn quý vị ha. Đây quý vị, đây. Đấy, bóng zin của hãng hết luôn. Hiếm được một con mà đẹp như thế này quý vị. Quá tuyệt vời ha. Cái tầm này thì con này quá đỉnh rồi. Thì với cái mức giá là 14.500.000 nha quý vị. 14.500.000. Thì con này có thể nói là vô cùng tuyệt vời. Rồi, em xin kết thúc video tại đây. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Xin cảm ơn.